ta tiếp tục đến với Hoàng Phi Hồng Cảm thủ bi tập 21 Tập 21 Vũ khí mới Tuyệt vời, tuyệt vời Vào bán kết rồi Bố nó ơi, con mình giỏi quá nhỉ Ừ, giỏi lắm, tuyệt lắm Không ngờ Shima lại thua Kado, Itsu, Shima Ba con tàu lớn bị lật Cú đánh đù lát đã chiến thắng trong trận quyết đấu với trái bi hồn mạng những gì phi hồng biểu hiện làm cho người ta không nhận ra được anh ta chỉ là một học sinh phổ thông còn lại trận bán kết và trận chung kết thắng hai trận nữa là mình được đi mỹ rồi phi hồng yo hio kuwa ken sakiyoko ta thua rồi ta nghĩ có lẽ ta không hạt với cậu ngay từ đầu vậy mà cậu đã đánh bại kado rồi bây giờ đánh bại luôn ta nữa. Lúc cuối cùng còn biểu diễn tuyệt chiêu trái bi hồn ma của ta trước mặt khán giả nữa. Cậu với ta có thù oán gì chứ? Hả? Thù oán Làm gì có chuyện đó? Ừ. Nếu cậu không đoạt chức vô địch thì mặt mũi ta để đâu cho yên chứ? Đã có gan thắng ta, cậu phải hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi hiểu, tôi không phụ lòng mong đợi của ông đâu. Ta chờ xem cậu đó, Phi Hồng, Hai cơ thủ bắt tay thân mật sau một trận quyết liệt. Thắng rồi. Không như thế thì mình vào trận này coi như vô nghĩa. Ha ha ha. Cậu ta sẽ vào tới đâu đây? Tiếp theo là đến phiên tôi. Mido. Saki không phải dễ ăn đâu. Thớ biết rồi. Phòng tập. Phi Hồng đã sử dụng cây cơ đu lát để lọt tới vòng bán kết. Mình cũng không thể thua được. Sao nhăn nhó vậy? Miếng chanh ấy có tẩm mật ong đâu. Có chua lắm đâu. Chua quá xa. Chạy nước mắt luôn kìa. Thứ ghét nhất là ăn chua. Nhưng đã hết căng thẳng vì trận đấu rồi cơ mà. Trận tiếp theo là Mido đấu với Saki Yoko. Người thắng sẽ là đối thủ trong trận bán kết của cậu. Hãy nghiên cứu cho kỹ đi. Mido là cơ thủ chơi dội băng rất hay trình độ khá cao đấy Thì Sakiyoko đâu có kém Còn rất đẹp nữa Cây cơ đầu lâu thủy tinh của cô ta Và cây cơ Douglas đều do ông Douglas làm ra phải không Chẳng biết trận đấu định mệnh có phải là trận ban kết không nữa Trước tiên là đừng nói chuyện định mệnh Định miếc gì cả Là bạn của cô ấy Tớ cứ cổ vũ cho Sakiyoko đã Bất cứ ai vào được bán kết đối với tớ Đều là đối thủ không thể khinh thường được còn bây giờ cứ quan sát họ thi đấu đã Là bạn của cô ấy ư Trận thứ hai vòng tứ kết Cơ thủ Mido gặp nữ cơ thủ Yoko. Quả là một đóa hoa duy nhất của giải Yoko vừa bước ra Khán giả đã suýt xoa Tuy là phụ nữ Nhưng những gì cô làm được Chứng tỏ cô không hề kém nam giới Ở giải khu vực Cửu Châu Cô đã làm cho các nam cơ thủ kinh hoàng Vì tuyệt chiêu nổ dây chuyền Với cái cơ đầu lâu của cô đối thủ của cô lần này là Mido. Anh là một cơ thủ có phong độ kỹ thuật rất ổn định. Anh tiến vào vòng tứ kết này bằng những bước chậm mà chắc. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một trận rất hay. Khi sổ băng bắt đầu, đầu lâu ở cán cơ úp xuống. Trong trận biểu diễn ở Tokyo, mình đã chú ý thấy chẳng biết hướng nhìn của cây đầu lâu có bí mật gì. Kịch kịch, Hai bên gần như đánh giá cùng một lúc, Bi đã dội băng chạy về. Đã đến lúc xác định được cơ thủ nào được quyền khai cuộc, cả hai Bi đã dừng lại. Trọng tài tuyên bố, cơ thủ khai cuộc là Saki Yoko, bí mật thứ hai. Cơ thủ Mido, người được đánh giá cao về trình độ đã hơi kém một chút trong cú thi sổ băng, nên nhường quyền khai cuộc cho Saki Yoko về trình độ điều khiển Bi. Sakiyoko đâu có kém chỗ nào Ván thứ nhất Sakiyoko đi trước Chiếc đầu lâu vẫn úp xuống Kịch vụt Cốp Rột Bí số 2 vào lỗ Một bước khởi đầu khá tốt Về cú đề pa vẫn là cách đánh của con gái Không mạnh mẽ như con trai Cậu coi thường phụ nữ quá Sao lại thế Đi ra đâu cần phải có sức mạnh Tớ, tớ biết rồi nhưng khán giả có vẻ không thích lắm tuy lực đánh không mạnh nhưng khi đánh gián tiếp bi chạy rất nhanh tốc độ bi của cô ấy nhanh chắc là một bí mật của cây cơ ấy cây cơ đầu lâu lát nữa các cậu hãy chú ý nhé với cú đánh bình thường thì đầu lâu úp xuống khi đánh cú gián tiếp thì đầu lâu ngửa lên vị trí cơ có tác dụng điều khiển bi không phải là thói quen của cô ta sao không phải cô ta làm thế là có mục đích cả cứ xem cây cơ đu lát thì biết cây cơ nào đu lát làm ra đều chú trọng tính thực dụng chắc chắn chiếc đầu lâu thủy tinh không phải chỉ là một vật trang trí mà thôi đi chủ bi đích cơ thứ hai cô ấy sẽ chọn cú đánh nào Saki cô quan sát rất kỹ vị trí bi vào được vòng bán kết tâm lý tự nhiên cũng căng thẳng hơn nếu để cô ta bắt nhịp được trận đấu mình sẽ rắc rối đấy kít kít năm ngoái mình được nhìn thấy ý chí khám phá kỹ thuật rất mạnh của phi hồng. Lúc về nhà khi quan sát cây cơ này, mình có một phát hiện mới mẻ. Ông Douglas quả nhiên là một thiên tài. Để gặp phi hồng trong một trận đấu định mệnh, trận này mình phải thắng cách. Mặt đầu lâu ngửa lên, cú đánh gián tiếp rồi. Sakiko chuẩn bị tư thế. Cú ấy sẽ đánh như thế nào đây? Hả? Chiếc đầu lâu chiếc đầu lâu bỗng dần dần tỏa ánh sáng ánh sáng thủy tinh ư thật bí ẩn năm ngoái đâu có chuyện ánh sáng này ở dạy khu vực cũng không có ánh sáng này cú đánh gián tiếp chòm sao bắt đầu chòm sao bắt đầu Chóm sao bắt đầu ư chòm sao bắt đầu bảy ngôi không lẽ kịch đánh rồi tốc độ bi bỗng nhiên tăng rất nhanh cốp cốp một cú đánh gián tiếp khủng khiếp không biết sẽ liên tiếp chạm mấy bi Cốp cốp Chạm liên tiếp cho đến bi số 9 Cốp Vụt rột Cú đánh gián tiếp chạm liên tục 7 bi Quả là khó tin Đó chính là thực lực của Sakioko đấy Và đường bi vừa rồi Giống như tròn sao bắt đầu Bi số 9 vào lỗ Sakioko bằng một cú đánh gián tiếp Tuyệt vời Đã thắng ván thứ nhất Ngôi sao trói sáng ở giải khu vực Cửu Châu và trong giải toàn quốc này. Ai cũng biết rõ Sakioko đều chiến thắng bằng những cú đánh gián tiếp cực kỳ khó. Trong ván đầu tiên của ván tứ kết này, cô lại cho thấy một tuyệt kỹ nữa. Tỷ số bây giờ là 1-0 nghiêng về Sakioko. Một cú đánh nổ dây chuyền luôn bảy bi, đưa luôn bi số 9 vào lỗ. Hay quá, tuyệt vời. Nó xuất hiện rồi. Đó ông Kitsu, Trước đây chỉ nổ 4 bi là cao Lần này đến 7 bi 4 bi là đã đáng kể rồi 7 bi thì khỏi nói luôn Cú đánh gián tiếp trong sao bắt đầu Quả thật là độc đáo Đúng là quá tuyệt Chụp ở góc độ này một cô Cậu đang chụp gì thế Cậu có biết đang làm việc không Phi hồng này Lúc nãy đầu lâu ngửa lên rồi Phát sáng nữa Chắc là có chút điều khiển phải không Tớ cũng không rõ có lẽ cô ấy đã sửa lại cây cơ cho thích hợp hơn với cú đánh gián tiếp nhưng tớ có thể xác định hai điều thứ nhất là dù cây cơ tốt hơn nữa thì điều quyết định trên hết vẫn là kỹ thuật của người cầm nó thứ hai cú đánh gián tiếp của cô ấy không phải nhờ hên mà đánh được đâu cú khai cuộc bán thứ hai kịch cốp rột đi số hai vào lỗ hả à, vị trí của bị gần giống y trang văn trước lại là hình chòm sao bắt đầu xì xào xì xào kít kít cú chòm sao bắt đầu ư đã tính từ cú đầy ba ư cú đánh thế này không biết thành công bao nhiêu lần nữa đầu lại bắt đầu phát sáng còn sáng hơn hồi nãy phi hồng chiếc đầu lâu phát sáng kìa cậu có thấy nó ở ngay vị trí sao bắc cực không sao bắc cực có một cột móc trên đầu cơ là ngôi sao tỏa sáng bên cạnh chòm sao bảy ngôi kịch đánh rồi vù tốc độ bi chủ quá nhiên khác hẳn cốp cốp cú đánh nổ dây chuyền lại xuất hiện các đi xếp theo chòm sao bắt đầu lần lượt chạm vào nhau lần này sẽ thế nào cốp nổ tới bi số 9 rồi bi số 9 đang chạy vào lỗ cú chòm sao bắt đầu đã thành công Thì số trở thành hai không Sakiyoko triển khai một loạt tấn công Sakiyoko 4 Mido không Sakiyoko 5 Mido không Sakiyoko dường như đứng trên đầu ngọn sóng có tên là chòm sao bắt đầu Bằng một nhịp độ chóng mặt đã nâng tỷ số lên 5 không Phòng tập ưu tiên dành cho cơ thủ đấu ván sắp tới Đứng trước một Sakiyoko quá xuất sắc Trên khuôn mặt của cơ thủ Mido lộ đầy vẻ căng thẳng theo tình hình này thì trận bán kết ở bảng A là của Phi Hồng và Sakiyoko điều mà ta mong muốn đã gần tới rồi ồ anh ở trong này ư ừ. ha 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 chào anh ken tôi không muốn quấy rầy anh đang luyện tập nhưng lát nữa chúng ta đấu với nhau rồi tình hình anh thế nào cũng không tệ lắm tôi có nghe anh thi đấu ở hạng nghiệp dư khả năng anh cũng cao đấy không có đâu ở bảng a có phi hồng và sakioko gần đây xuất hiện một số cơ thủ nghiệp dư mà những cơ thủ chuyên nghiệp như tôi cũng phải giật mình Tôi quả không dám coi thường. Chất liệu làm cây cơ này hình như đặc biệt phải không? Cho tôi mượn xem thử một chút được không? Xin mời. Hả? Cây cơ này? Cây cơ bằng sắt. Tôi cầm theo để tập đấy. Cây cơ nặng thế này mà hắn cầm cứ nhẹ hiểu. Tìm ra cậu rồi. May mà còn kịp. Cố lên nhé. Đã làm xong chưa? Xong rồi ạ. À? Một cây cơ mới. Có lẽ làm toàn bằng sắt với chỉ không phải đâu để thi đấu giải này mà đặt làm hẳn một cây cơ ghê thật anh ta có một tuyệt chiêu tên là cú đánh xoay ngược phải không cây cơ này dùng để tăng uy lực của nó chứ tôi phải đến phòng tập khác để làm nóng một chút tạm biệt kích cỡ trọng lượng độ thăng bằng tất cả đều đúng yêu cầu của tôi đương nhiên rồi cảm giác thật tuyệt cơ thủ ken đã nói sai một điều mình không phải chờ đến bây giờ mới đi đặt làm cây cơ này cho cú đánh xoay ngược. Chiếc đầu lâu bắt đầu phát sáng lên kìa. Tỷ số đang là 6-0. Giá tiến gần đến trận bán kết mà không mắc một sai lầm nào. Nếu bi này thành công thì cô sẽ vào bán kết với Phi Hồng. Đánh rồi. Liệu cơ này sẽ thành cơ dứt điểm không? cúp 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 Nổ một giây luôn bảy trái. Hoàn thành chóm sao bắt đầu. Tới bi số 9 rồi. Đi số 9 đang chạy về lỗ góc Vào là cái chắc Rột Vào trận đấu kết thúc Đây là lần thứ ba trong giải Cú đánh gián tiếp cực hay có tên là Chom sẽ bắt đầu hạ đối phương với tỷ số 7 0 Sakioko đã vào bán, bán kết với một thành tích đáng nể Cơ thủ Mido được xếp vào những cơ thủ hàng đầu của nước Nhật Rời bàn mà không đánh được cơ nào Không ai ngờ được trận đấu này lại chỉ nghiêng về một bên như thế quả thật là một lối đánh tuyệt đẹp. Thôi, đã đến phiên mình rồi. Vòng bán kết, phi hồng Sakioko, phi hồng Shima Mido Sakioko, Ken Yoke. Thế là trận bán kết bên nhánh A sẽ là trận phi hồng gặp Sakioko, phi hồng Sakioko. Cố lên, Chòm sao bắt đầu gặp rắn đuôi chuông. Trận đó sẽ rất quyết liệt. Hay quá, cuối cùng tôi đã có thể quyết đấu với cậu rồi Thắng trắng luôn bảy ván Chứng tỏ cô đang ở đỉnh ca phong độ Muốn đấu với cô Phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được Trong trận đấu giữa hai cây cơ anh em Tôi không muốn thua đâu ha ha tôi cũng vậy Cách sử dụng cây cơ đầu lâu Có thay đổi ít nhiều phải không Quả như vậy nhưng Không phải chỉ có tròm sao bắt đầu thôi đâu Ngoài tròm sao bắt đầu Còn có cách đánh khác ư Hẹn gặp lại trong trận bán kết những trận trước cô ấy vẫn chưa dùng cú đánh mới mà đã vào tới bán kết rồi xì xào xì sao. trận tứ kết thứ ba cua gặp ken Wow tới phiên cua ra trận mỗi lần xuất hiện là lại có nhiều nữ cổ động viên hơn trận nào cậu ấy chơi cũng rất đẹp nên chiếm được rất nhiều tình cảm cái anh chàng cua này sao lại đổi một cây cơ mới cơ mới không có vấn đề gì sao? Trước khi hoàn thành, tôi đã dùng nhiều lần rồi. Hơn nữa, muốn vào bán kết, ắt phải dùng đến nó. Anh chàng này tự tin quá nhỉ. Trước tiên là thi sổ băng. Cây cơ cũ còn tốt nữa không? Không đâu, nếu thế thì cậu ấy phải dùng cây cơ cùng loại chứ. Cây cơ này hơi dài. Không lẽ? Ngoài cú xoay ngược ra, xin được chỉ giáo. Xin được chỉ giáo, Cú qua dùng tay trái ngay từ đầu. Bi chạy nhanh quá, lực đánh hơi dư một tí. Ồ, Bi dội lại rồi. Ừ. Cơ thủ Ken được đi trước. Dùng cây cơ cũ phải không? À à, anh ta nói đúng. Cây cơ khác sẽ đánh ra trái Bi khác. Nhưng cũng nhờ cú đó mà mình đã bắt được cảm giác về Bi và băng. Hay còn quá sớm để khẳng định ai là người chiến thắng? Ván đầu tiên, cơ thủ Ken khai cuộc đi số 2 vào lỗ, đi số 4 vào lỗ. Mới nhập cuộc, Ken đã tỏ ra có một trình độ kỹ thuật rất cao. Kịch, rột, cốp, đi số 9 vào lỗ. Cơ thủ Ken thắng văn thứ nhất bằng một đường bi khúc xạ. Đi số 9 vào lỗ rồi, cu qua, Ken. Cú qua không, Ken 2, rột, 0-3. Tuyển thủ Ken với tính chất ổn định của một cơ thủ chuyên nghiệp đã nâng tỷ số lên Thịt chữ càng nhiều càng tốt. Phải nhanh chóng nâng tỷ số lên nữa. Ván thứ tư bắt đầu. Kịch. Ồ, ái trà. Cây cơ này. Không vào ý nào cả. Cú đề ba của cơ thủ Ken đã thất bại. Chặt lực đánh dữ quá. Hay thay đổi cơ thủ. Cua, qua Tư thế lại. Là... Ở đầu trận, Ken chứng tỏ một phong độ rất cao nhưng ở bàn thứ tư anh ta đã đánh hỏng cú khai cuộc nhường quyền đánh tiếp cho cơ thủ Kuwa trong giải toàn quốc toàn là những cao thủ này Kuwa và Phi Hồng đều chỉ là học sinh phổ thông anh sẽ phản công thế nào đây khả khả đây là một thế bi rất khó bi chủ không thể nào trúng trực tiếp đi số 1 được nếu muốn đánh A Văng thì cũng bị rất nhiều bi cản đường một tình huống khá rắc rối khoảng cách lại xa không cẩn thận sẽ hỏng mất cậu ấy lại dùng một cây cơ không thường dùng. Ở bi ra khi cơ đụng vào bi chỉ cần một lỗi nhỏ thôi cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có người dùng cây cơ riêng cho cú đề pa, nhưng phần lớn đều dùng cây cơ quen thuộc. Trong thi đấu dùng một cây cơ lạ là điều hiếm thấy, trừ khi bị ăn cắp mất cơ. Cây cơ mới của cua chắc có giá trị nào đó trong ấy. Được. Ha ha ha. Không ngờ cây cơ mới được dịp xuất hiện nhanh thế dường như Kuwa đã quyết định đường bi. Anh thong thả lấy tư thế chuẩn bị. Trong tình hình bi chủ bị chặn hết đường thế này, anh sẽ đánh thế nào đây? Ê, ê cậu ta ngắm đi đâu thế? Góc độ như thế không được đâu. Làm sao chúng được bi số 1, bi chủ, bi đích. Kuwa trong trận này ngay từ đầu đã dùng tay phải rồi. Điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ đánh hết sức. Cậu có tuyệt chiêu nào đây, Kuwa? Được Cho ta được thưởng thức những tài nghệ của mi đi Sao đưa tay ra sau dài thế nhỉ Nào Không Đánh rồi Không được Không trúng nổi bi số 1 đâu Không trúng bi số 1 Vụt Cốp Hả Cái gì Bi số 1 tự nhiên cụng vào bi số 9 Ở phía trước Sao lại như thế được Rốt Hả Bi chạy hơi chậm một chút Bi đi, đi số 9 Vào lỗ Vào rồi dùng bi số 1 Cụm bi số 9 Và bi số 9 đã vào lỗ Nhưng đường cơ vừa rồi có tốc độ rất nhanh Bi chủ làm sao chạm vào bi số 1 nhỉ Khi bi chủ chạy lên Không chung Không trúng bi số 1 Phải không nào Phải phải Không phải là cú mắt C Đường bi cũng không lệch Tại sao Chuyện gì thế này Bây giờ mời quý vị xem pha quay chậm vừa rồi Đưa tay ra phía sau quá dài Quả nhiên đi đi rất mạnh Trong pha quay chậm Thế mà bi chủ cũng trông như một cái bóng mờ màu trắng Nhìn thấy bi số 1 rồi Vấn đề là ở đây Bi chủ chạm bi số 1 như thế nào Ô Xét đánh ngang trời Chính là đây Cốp Hà. Ồ bi chủ ngoặt một góc 90 độ Cốp, kịch kịch, rột Đây là cú đánh mới của tôi Xét đánh ngang trời Xét đánh, ngang trời Xét đánh ư Ê, chuyện gì thế nhỉ Tại sao bi chủ ngoặc quá Mà lại gần 90 độ Cú đánh vừa rồi Nhắc đến một chuyện có thể dùng để thuyết minh cho nó được Tức là trước đây Chúng ta đã từng nhìn thấy một cú đánh Đó là trái bi ma quỷ của bô đơ Vậy trái bi vừa rồi là trái bi nhảy đúng chắc chắn là như thế thoạt nhìn thì giống như một đường bi thẳng nhưng thực tế bi chủ hơi nhảy lên một chút hơn nữa bản thân trái bi đang quay thật nhanh trong khoảnh khắc rơi xuống ấy nó cắn vào vải bàn và chuyển hướng thì ra là thế điều đó giải thích tại sao trái bi chuyển hướng điều khác là đường bi thẳng và đường bi gấp khúc thôi nguyên lý của trái bi ma quỷ và xét đánh ngang trời là giống nhau trái bi ma quỷ là trái bi thông trông như xuyên qua bi khác là do bô đơ sáng chế cú qua dùng một cây cơ phù hợp và lực đánh rất mạnh của cậu ấy phát hiện phát triển lên thành cú đánh xét đánh ngang trời tốc độ nhanh đến nỗi trong chớp mắt có thể ngoặc 90 độ giống như sấm chớp lóe ngang bầu trời xét đánh ngang trời là cái tên rất hợp với cú đánh ấy so với lần đánh thử sau cùng thì quen tay rất nhiều rồi có thể không cần dùng sức nhiều nữa Tôi hiểu rồi điều chỉnh trọng tâm phải không Tôi sẽ tìm cách đánh Cách hoàn hàn Thành đúng vào ngày khai mạc giả Dạo này ngay cả cơ thủ chuyên nghiệp cũng Không ai chọn Kỹ cây cơ như vậy đâu Anh muốn giành ngôi vô địch Nhật Bản phải không Chuyện đó khỏi phải nói Hơn nữa tôi còn có một đối thủ Cần phải cần phân định thắng thua Cú à cậu cứ yên tâm Dùng cây cơ này đi Rột rột hoan hồ Cú để ba ăn ngay Ván thứ năm ngay từ cơ khai cuộc đã rút ngắn tỷ số. Tỷ số hiện nay là 3-2, vẫn nghiêng về cơ thủ Ken. Sau đó với kỹ thuật tối ưu của lật ngược thế cờ gỡ hòa tỷ số. Cuối cùng tỷ số bây giờ là 6-3. Kuwa dẫn trước và đang đánh ván kết thúc. Nếu Kuwa thắng ván này nữa sẽ vào bán kết ở ván thứ 10. Cú khai cuộc của Cuba đã được đưa bi số 2 vào lỗ. Kuwa sắp đánh cơ thứ hai trong ván này Bi chủ và bi số 9 Mỗi bi ở gần mỗi lỗ Bi giữa bàn Tình hình này Cú đánh xoay ngược phải không Kịch đánh rồi Bi chủ không chạm vào bi đích Mà chạy về phía bi số 9 Nếu chạm vào là phạm quy Kít Dừng lại trước bi số 9 Không chạm Ồ bi số 9 bắt đầu di động về phía lỗ Rột Còn bi chủ thì chuyển hướng về phía bi đích Cốp Thắng rồi bí chủ đã chạm vào bí đích Vì thế cơ này hợp lệ Cuối cùng Kuwa đã kết thúc ván đấu bằng cú xoay ngược Cơ thủ Kuwa đã đánh bại cơ thủ Ken để giành quyền vào bán kết Mình bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để làm ra cây cơ Quả nhiên rất có hiệu quả Thế này thì giành chức vô địch không thành vấn đề Cậu đã dùng cây cơ sắt để luyện thể lực Cộng thêm cây cơ ấy nữa Tôi thua là đúng Không còn xa nữa đâu Cố gắng lên nhé Cảm ơn anh cú a cú a tuyệt lắm tớ nhìn ra rồi cú đánh xét đánh ngang trời ấy thì cây cờ ấy rất tuyệt đấy cú chỉ có cây cơ thôi thì không chắc đâu chắc cậu cũng biết rõ điều ấy còn hai trận nữa là tới chức vô địch tớ mong gặp cậu ở trận chung kết ừ. tiếp theo là trận tứ kết thứ nhất thứ tư Hio gặp yoke sau trận này sẽ có đủ bốn người vào bán kết cậu và Sakioko sẽ đấu trận tiếp theo. Càng về sau, đối thủ càng mạnh hơn. Trận chung kết càng quyết liệt hơn nữa. Chống Kuwa khí thế chưa kìa. Bây giờ phòng tập chắc không có ai. Mình hãy tập dần chút đã. Cách hết tập 21. Mời các bạn đón xem tập 22. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Goodbye.